Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Sáng Tạo .com. Thì hôm nay mình sẽ show cho anh em một con xe mình mua để đi Tết nhá. Tết này sắp đi du lịch đâu thì là ném ở cốp xe ấy. Hồi trước mình có mở hộp một con là vẫn xe điện thông minh luôn, như bản này. Cái bản gì nhỉ? À, bản D3 cộng. Thì hôm nay mình lấy thêm một cái bản mới của nó, bản nâng cấp nhá, là con S2. Đây, cái bản D3 cộng hồi trước mình mở đây này. Đây anh em ạ. Đây là chiếc D3 cộng này. Mình mở hộp con này là chắc được 2 năm rồi. Bây giờ là con này nó cũng hơi cũ cũ rồi. Lấy thêm cái bản mới. Cái bản nó nhỏ gọn hơn con này một xíu. Cái hãng của nó là DIU này. Cái hãng này nổi tiếng về những dòng xe điện mà thông minh nhỏ gọn đấy anh em ạ. Đây này, cái này cũng vậy này. Đó, đây, cùng hãng này luôn. Ui da. Cái loại này bánh size của nó nhỏ hơn anh em ạ. Cái kia size to hơn. Rồi, hết. Đây nha, bản này nó có chìa khóa thông minh này. Hai bàn đạp. Và thêm mấy cái cờ lê này. Đó. Đây, gập phát này lên là xong rồi. Mình sẽ bơm bánh vào nhá, cho chúng ta sẽ đi test thử luôn. Cuối cùng là sạc đầy pin vào. Đó, khi sạc nó sẽ báo đèn đỏ này, đầy sẽ báo đèn xanh. Rồi, ai lên bấm công tắc phát ra nó kêu luôn này. Đó, không làm sao đi được luôn. Rồi. Đấy. À, chỉ hướng khóa tắt nó mới được thôi. Đấy, khi anh em lên khóa tắt có thể mình có thể đi được. Khóa, đấy anh em đi đâu khóa phát vào. Ông nào mở lên ăn trộm xe nó phát là kêu rơi đất luôn. Ấy, ra phát là nó kêu này. Nó không có khóa thì có thể nó kêu hết pin luôn đấy. Ở đằng sau này của nó anh em ạ, nó có một cái giải led, led đèn phanh ấy. Đấy, các bạn có thể gập nhỏ gọn này, chúng ta bỏ trong cốp xe. Rồi, mình sẽ đi test thử nhá.